trận chung kết môn bóng đá nam còn cách U23 Thái Lan gần 10 phút nữa. 3 năm trước tại Philippines thì đội bóng này đã bị loại ngay ở vòng bảng. Thì họ nằm chung bảng đấu với U23 Việt Nam và Indonesia. Trong nguyên nhân khiến Thái Lan phải sớm dừng bước và thất bại 0-2 trước Indonesia. Có lỗi của Ronaldo Quate. Đã có va chạm giữa cầu thủ đôi bên. Trọng tài đứng rất gần. Liệu có thẻ đỏ được rút ra hay không? Saturapat. Người đang nằm sân có lẽ là Khemdi. Vừa có một chiếc thẻ vàng được trọng tài Ali Amula rút ra. Người các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đang xử lý một cách linh hoạt và không muốn làm trận đấu căng thẳng thêm. Thẻ vàng dành cho tiền vệ trung tâm Rizky Kambuya. Lúc này thì U23 Thái Lan lại đang chơi với một đội hình được lùi sâu. Rizky Ridho. Phiếc ra Anika. Đường chuyền của phiếc ra cho Ronaldo. Và băng ra cản phá là của Jonathan Khemi. Hậu vệ số 4 của Thái Lan cho rằng là bóng đã chạm chân cầu thủ Indonesia ra ngoài sân. Vẫn thuộc quyền kiểm soát của U23 Indonesia. Rất nỗ lực. Và tạt bóng không qua đường Chonapat. U23 Indonesia không còn gì để mất nữa rồi. Họ còn lại khoảng 5 phút nữa thôi cho những hy vọng để đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu 11m. Tuy nhiên để làm được điều đó trước một U23 Thái Lan giờ đây đã kéo thấp đội hình với một hàng phòng ngự dày đặc hai tầng trước khung thành của thủ môn Kawin Phamsachana, làm điều vô cùng khó khăn. Nét mặt trầm tư và đượm buồn của huấn luyện viên Shin Tae-yong. Lời hẹn người đồng hương huấn luyện viên Park Hang-seo là sẽ gặp U23 Việt Nam trong trận chung kết tranh huy chương vàng có lẽ sẽ không thể xảy ra. Pha phối hợp không thành công giữa Patrick Gustafsson và William. Narakon. Ronaldo Junior đá phạt cho cầu thủ Indonesia. Sẽ có thẻ phạt được rút ra cho pha chơi xấu vừa rồi của Anusak. Anusak xứng đáng phải nhận thẻ. Một quyết định rất nhanh của trọng tài người các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, ông Yaya Amula.
Farodin. Đường chuyền dài lên của Iriato. Những nỗ lực cuối cùng trong trận đấu tới từ phía cầu thủ Indonesia. Cầu thủ U23 Thái Lan đã khởi đầu chiến dịch của mình ở môn bóng đá nam SEA Games 31 với một thất bại gây sốc. Một thất bại với tỷ số là 1-2 trước U23 Malaysia ở trận đầu ra quân, cho dù đã có được bàn thắng mở tỷ số của Patrick Gutierrez. Nhưng sau đó, khi mà lối chơi đã được định hình, khi mà các cầu thủ đã thực sự ăn khớp với nhau ở trên sân, và khi trở lại với những trận đấu có đầy đủ 11 cầu thủ ở trên sân, đội bóng của huấn luyện viên Mauro Pochettino đã trở lại là một ứng cử viên cạnh tranh ngôi vô địch ở tấm huy chương vàng của môn bóng đá nam tại SEA Games lần này. Một pha bóng lộn xộn, bóng đã chạm vào các cầu thủ áo xanh, nhưng không có cầu thủ nào áo đỏ của Indonesia có thể áp sát để thực hiện cú dứt điểm. Và cuối cùng thì bóng đã nằm gọn trong tay của Gawin Thamsachana. Phút cuối của trận đấu, chúng ta thấy là cầu thủ U23 Thái Lan họ đã không ngần ngại phạm lỗi và nhận thẻ. Chỉ tiêu mà Liên đoàn bóng đá Thái Lan đề ra với huấn luyện viên tạm quyền Mauro Pochettino ở đội tuyển U23 Thái Lan tại SEA Games lần này đó là giành huy chương vàng. Và giờ đây thì ông đã cùng với các học trò đã đặt được một chân vào trận chung kết tranh huy chương vàng rồi. Đây là Zaturapat. Trọng tài đang cho cầu thủ Indonesia được hưởng phép lợi thế, nhưng sau đó thì trọng tài xác định là đã có lỗi để bóng chạm tay của Siarian. Hiệp phụ thứ hai cũng đã chuẩn bị bước sang thời gian bù giờ. Chiến thắng chung cuộc, một tấm vé để góp mặt ở trận chung kết cạnh tranh huy chương vàng môn bóng đá nam của SEA Games 31 đang tới rất gần với thầy trò huấn luyện viên Mauro Pochettino. Còn khoảng gần nửa tiếng nữa là U23 Việt Nam cũng sẽ bước vào trận bán kết thứ hai. Chúng ta thấy là sân Thiên Trường lúc này cổ động viên cũng đã thưa đi rất nhiều. Có lẽ là rất nhiều người đã trở về nhà để chuẩn bị đón xem thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo thi đấu rồi. Đấu này đã kéo dài hơn so với dự kiến của rất nhiều cổ động viên. Thời gian bù giờ cho hiệp thứ hai là 3 phút. Đường chuyền chính xác của phía gia Nika. Những nỗ lực sau đó của Rio Fami đã không thành công. Và đội bóng 1 cũng không tốt, khiến cho Rio Fami gặp khó khăn trong tình huống xử lý sau đó. Mauro Pochettino thì liên tiếp nhìn đồng hồ, hơn ai hết ông đang mong trận đấu kết thúc thật nhanh. Mati. Không còn nhiều thời gian, một tấm vé vào chơi trận chung kết đang đến rất gần với thầy trò Mauro Pochettino. Họ đã làm tốt hơn rất nhiều so với 3 năm trước khi bị loại ở vòng bảng. William đưa bóng ra cột cờ góc để kéo dài thời gian. Tài xác định đó là một quả phát bóng lên cho Indonesia. Những phản ứng của William đã khiến anh phải nhận thẻ vàng.
Và đó là thẻ vàng thứ hai rồi. Hai thẻ vàng thành một thẻ đỏ dành cho tiền vệ William bên phía U23 Thái Lan. U23 Thái Lan chỉ còn 10 người trên sân trong khoảng gần 1 phút còn lại. Các cầu thủ Indonesia có lẽ đã ước rằng chiếc thẻ đỏ này đến sớm hơn. Chắc chắn là William cảm thấy rất nuối tiếc với hành động thiếu kiềm chế vừa rồi của mình. Anh đã phải nhận thẻ vàng đầu tiên sau ít phút vào sân thấy chỗ của Benjamin Davis. Và vừa rồi, chiếc thẻ vàng thứ hai khiến cho anh sẽ không có cơ hội để thi đấu trận chung kết tranh huy chương vàng. Một trận đấu mà cầu thủ U23 Thái Lan chấp nhận phạm lỗi, chấp nhận nhận thẻ để ngăn cản, không cho cầu thủ Indonesia có cơ hội để ghi bàn. Quyết định đã được đưa ra và chiếc thẻ đỏ dành cho William là không thể thay đổi. Những cơ hội cuối cùng trong trận đấu dành cho cầu thủ Indonesia, đường chuyền của Rio Fami. Cơ hội. Mati đã phá bóng lên. Rất có thể là sẽ còn có được thêm một phút bù giờ nữa. Lỗi đạp bóng vừa rồi của Mark Anthony Clark. Trận đấu đang trở nên rất nóng. Một chiếc thẻ đỏ trực tiếp vừa được trọng tài rút ra dành cho cầu thủ vào thay người của Indonesia, đó là Viết Ra. Hai chiếc thẻ đỏ và rất nhiều những thẻ vàng đã được trọng tài người các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, ông Amula, rút ra ở trong trận bán kết đầu tiên của môn bóng đá nam tại SEA Games 31. Những con số đó thôi cũng đang cho chúng ta thấy là tính chất căng thẳng, sự hấp dẫn và kịch tính của cặp đấu này là như thế nào. Trong khi đó, ở bên ngoài đường pit lúc này, William vẫn đang cãi cự với trọng tài. Cầu thủ này vẫn không tâm phục khẩu phục với quyết định của các trọng tài khi giúp cho anh hai tấm thẻ vàng. Và vừa có thêm một thẻ vàng nữa dành cho trung vệ Jonathan Khemri. Người đó là Irianto bên phía Indonesia đã phải nhận thẻ vàng thứ hai. Trận đấu có lẽ sẽ còn được nhớ đến rất lâu. Rất kịch tính. Ba chiếc thẻ đỏ đã được trọng tài rút ra ở trong trận đấu này, trong đó có hai chiếc thẻ đỏ tới với cầu thủ Indonesia, đó là Phước Gia và Irianto. Đó là một cái kết không mong muốn với Indonesia. Như vậy là với việc vắng Irianto và Phước Gia thì cầu thủ Indonesia thậm chí là còn bị ảnh hưởng tới lực lượng ở trong trận đấu tranh huy chương đồng diễn ra vào chiều ngày 22 tháng 5 tới đây. Trận đấu rất nóng và như vậy thẻ đỏ thứ tư rồi. Cả hai đội đều tổn thất quá lớn về lực lượng ở trận đấu ngày hôm nay, trong đó có cả những tổn thất không đáng có với những cái cự không đáng có ở những phút cuối cùng của trận đấu. Ngoài việc tổn hao quá nhiều về thể lực sau hơn 120 phút thì họ gặp cả tổn thất về lực lượng nữa. Tấm thẻ đỏ thứ tư, hai dành cho Thái Lan, hai cho Indonesia. Đội hưởng lợi ở những trận đấu tranh huy chương vàng, huy chương đồng chắc chắn là đội tuyển U23 Việt Nam và Myanmar thôi. Vậy Indonesia phải nhận tới 3 thẻ đỏ chứ không phải 2. Trong vòng ít phút, trọng tài người các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã rút ra một cơn mưa thẻ. Trong 3 thẻ đỏ dành cho cầu thủ Indonesia thì có 2 thẻ đỏ tới từ việc các cầu thủ không kiềm chế và phải nhận thẻ vàng thứ hai. Ricky Kambua là một trong hai trường hợp đó, bên cạnh hậu vệ Irianto. Còn Phiết Gia, người vào sân thay người, phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Bốn chiếc thẻ đỏ đã được trọng tài người các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đó là ông Yaya Amura, rút ra. Ở SEA Games lần trước tổ chức tại Việt Nam thì hai đội bóng Thái Lan và Indonesia cũng đã từng tạo nên một hình ảnh rất xấu khi thi đấu trên sân Thống Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Hai đội nhường nhau, không đội nào muốn thắng, không đội nào muốn ghi bàn. Và bây giờ lại là một trận đấu có lẽ là hình ảnh mà rất nhiều người không muốn thấy.
Thời gian đã bù giờ của hiệp phụ thứ hai này là 3 phút nhưng bây giờ đã bị gián đoạn rất nhiều và đã sang phút bù giờ thứ 8. Trận đấu vẫn chưa kết thúc. Một cơn mưa thẻ ở trong trận bán kết đầu tiên môn bóng đá tại SEA Games 31. Như vậy là trận đấu đã kết thúc. Các cầu thủ Indonesia rời sân chỉ còn 8 người. Một chiến thắng nhọc nhằn, vất vả nhưng rất xứng đáng với những gì mà cầu thủ U23 Thái Lan đã thể hiện. Hiệp 1 là hiệp mang lại quá nhiều sự lo lắng đối với những người hâm mộ bóng đá Thái Lan khi để cho Indonesia thi đấu ép sân tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Nhưng hiệp 2 trở đi cho tới thời gian của hai hiệp phụ, thế trận thuộc về cầu thủ U23 Thái Lan và họ đã có được bàn khai thông thế bế tắc ở phút thứ 5 của hiệp phụ đầu tiên do công của Wirathep. Như vậy là cầu thủ Indonesia sẽ không thể có cơ hội để cạnh tranh huy chương vàng môn bóng đá nam và U23 Thái Lan sẽ trở thành đội đầu tiên góp mặt ở trận chung kết tranh huy chương vàng diễn ra vào tối ngày 22 tháng 5 tới đây trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đối thủ của U23 Thái Lan trong trận chung kết tranh huy chương vàng sẽ được xác định sau khi kết thúc trận bán kết thứ hai diễn ra sau đây khoảng 20 phút trên sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ giữa U23 Việt Nam của chúng ta và U23 Malaysia. Sau đây thì xin mời quý vị sẽ cùng tiếp tục chuẩn bị theo dõi trận đấu bán kết thứ hai môn bóng đá nam giữa U23 Việt Nam của chúng ta và U23 Malaysia cũng trên kênh VTV6. Còn buổi tường thuật trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Indonesia của chúng tôi xin được dừng lại ở đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi.